Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là Xenon Fundao nha các bạn. Mình sẽ nhận được 10 token có ký hiệu là OXBH nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video mở link phong nha các bạn. Rồi, các bạn điền địa chỉ dưới bên bi xem mắt trên bạn, có tất cả các bạn vào nha các bạn. Rồi, các bạn sao chép địa chỉ UNB các bạn nè. Các bạn nhớ vào đây nha các bạn. Sau đó các bạn chấp nhận điều khoản, các bạn bấm continue nè các bạn. Rồi, nhiệm vụ khá là đơn giản, có 4 nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join code mình như sau đây các bạn. Mình follow Twitter nè. Nhấp vào đây follow nè các bạn. Mình theo dõi nè, các bạn mình update nha các bạn. Các bạn continue nè. Sau đó các bạn review tiếp nè các bạn. Rồi, giờ đây các bạn like nè. Thích nè. Rồi các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi, tất cả các bạn bấm continue nè các bạn. Rồi, sau đó các bạn join kênh Telegram group nè. Giờ các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm up lên. Các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn nhập vào đây nè. Các bạn gì lên ghép chia sẻ trong bè những người tăng các bạn join Discord nè. Và các bạn đừng gọi là join Discord bấm thằng with come chat nè. Rồi trên Discord các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. With come chat. Rồi giờ đây các bạn chat câu đi nha các bạn. Rồi các bạn mình update nha các bạn. Rồi các bạn muốn continue nữa các bạn. Rồi chị bạn chị đánh ghép chia sẻ những bè những cái thằng mới kiếm tôi càng người ta các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.